Kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trên mọi miền Tổ quốc nha. Xin chào anh Lê. Hồi mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em có lên cho bà con mình một số món đồ để sưu tầm nha. Hai cái tủ xưa ở và hai bộ bàn xưa nha bà con. Ở còn một số món đồ gốm nhỏ nha. Để giao lưu qua số điện thoại em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thái An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Em cũng cảm ơn bà con mình ủng hộ những clip vừa qua rất là nhiều. Thì đầu tiên mã số 1, một bộ trường kỷ nha, bộ trường kỷ Long Phượng nha bà con. Ở hàng chạm đục thủ công thợ nha, rất là đẹp. Bộ này nói chung hàng cũng qua thời gian, ở từ 40-50 năm trở lên nha bà con. Ở bà con mình xe dùng em những hoa văn chi tiết nha. Cái này thì em sưu tầm nó còn bị đống bụi bặm, em chưa có vệ sinh. Đó, cái đi thì em cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ, làm bóng bãi cho bà con của mình nha. Về đến nhà bà con mình sử dụng thôi luôn nha. À, bộ này rất là đẹp nha bà con, chân là chân móng đặt trái châu hết nha. Chiều cao của bàn thì em đo là 75 nha. Đó, mà trường kỷ này khá là lớn nha, tổng cái chiều dài của cái bàn này lên tới 146. Chiều ngậm của bàn ra là lên tới là 66 nha bà con. Đó, chạm đục tứ diện luôn nha, chân móng dìm sâu lên là 16 nha. Đó, những chân đều là chân móng hết. Đó, móng đặt trái châu hết nha. Đó, chân móng cồng rất là đẹp. Đó, bằng trường kỷ thì băng này, hai băng mà. Đó, bà con mình xem đây, chạm đục đây nha. Đó, đây giữa là kỳ lân. Đó, những cái đóa hoa đều là chạm đục thợ hết, bà con mình xem nha. Bộ này rất là đẹp nha bà con. Đó, cái ghế, cái băng ghế thì em đo tổng cái chiều cao đi nha, lên tới là 125. Đó, 125 là chiều cao tổng. Với cái chiều dài băng ghế này em đo phủ bì luôn thì nó lên tầm là 191. Đó, 191 nha, chiều sâu ra là nó 50. Ở ghế thì đặc biệt bưng ghế này thì nó lên tới 6 cái chân lận. Đó, kẹp thêm hai cái chân giữa nữa, rất là chắc chắn. Và đặc biệt 6 cái chân đều chạm đục, cũng là làm móng tập cái câu hết nha bà con. Đó, chạm đục hết nha, rất là đẹp. Mặt sau lưng thì nó cũng làm cũng rất là đẹp nha. Đó, chân tru, đó bà con mình xem nha. Bộ này nói chung là không chê vào đâu nha bà con. Đó, hàng theo thời gian 5 tháng nha. Đó, thì trước khi đi vệ sinh lại cho bà con của mình. Đó, trà lại, đánh bóng lại cho bà con của mình nha, cho sạch sẽ lại. Bộ này em giao lưu giá 59 triệu nha bà con, 59 triệu đồng nha. Giá này giá em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, bà con của mình có thể tham khảo thêm qua số Zalo bên em nha. Đó, các bạn Zalo để bên em chụp hình thêm. Còn mã số 2 này á, thì em có một cây tủ xưa nè, tủ máy đình xưa nha bà con. Tiếng giữa người ta cũng gắp một cái bông này là người ta chạm nè. Đó, chạm sông Long Trầu Nguyệt nha. Đó, rất là đẹp. Đó, cái này cũng gắp bằng mộng thôi bà con mình xem. Cái này mình xây cái xe nuôi bình thường nha bà con. Đó, sông Long, đó, bà con mình xem nha, hai con rồng trên hai cái máy đền, nó mang tính chất cổ kính. Những cái hàng này nó tuổi đời từ 50-60 năm nha bà con, chứ không dưới nha. Đó, hàng chuẩn xưa, gỗ gõ nha. Cây là quán là liền lạc khô gáo. Nếu mà cái này em đo chiều cao như thế này nha thì lên tới là tầm 2,5 m luôn nha bà con. Nó tầm 2,5 m luôn nha. Tổng cái chiều dài. Đó, chiều rộng ra. Chiều rộng ra của cái tủ này thì em đo là 56 đi. 56 nha. Và chiều dài. Đó, ai hỗ trợ đâu chiều dài không? Đó, chiều cây này rất là dài nha bà con. Đó, rất là rộng và đặc biệt nó gắp bằng mộng hết thôi. Đó, tổng cái chiều dài này lên tới 2,5 m, cao 2,5 m, dài 2,5 m, rất là lớn. Nó gắp bằng mộng, chân liền lạc luôn nha. Đó, chạm đục tích cổ nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em hai bên cái tay nè, hai hình hai con rồng. Đó, quán thì cũng liền luôn, bà con mình xem giùm em. Đó, rất là đẹp nha, hàng đặc biệt bà con mình xem kiểm tra kỹ hàng. Đó là những cái mặt tiền mặt bên ngoài nè, bên trong nè, nó không hề bị xé nứt nha. Đó, bà con mình xem nha. Chạm đục nổi luôn nè. Đó, gỗ là gỗ mộc của nó đây. Đây, cửa bên trong và quăng gỗ của nó vẫn còn mộc luôn nha. Đó, chưa có vật ni gì hết, chưa lên chơi luôn á. Nó không vật ni BO luôn nha bà con. Đó, bên dưới là những cái cánh cửa của nó đó, bà con mình xem giùm em tứ quý. Đó, rất là nhiều cửa nha, rất là nhiều cánh như thế này. Đó, chạm đục như thế này đây. Đó, bà con mình xem rất là nhiều cửa nha. Đó, bên thì cũng có hai cái cánh cửa như này, cũng có cảnh tiêu kiếm nè. Ở vị trí trên này mình có thể bày đồ, chân đồ được. Còn cái này mình ngày xưa người ta để những cái tivi á, tivi trắng đen của ngày xưa á. Đó, cửa thì bà con mình xem rất là dày, hàng liền lạc làm tích lành lặn nha. Đó, thì cây này em cũng giao lưu với bà con của mình nha, có giá là 49 triệu nha. Em thanh lý với bà con của mình luôn nha bà con, hàng xưa nha. Đó, 49 triệu em bao ship bà con mình toàn quốc luôn. Còn bà con mình muốn đánh bóng xả ra làm lại như hoàn toàn mới thì cứ liên hệ bên em. Đó, thì bên em sẽ thỏa thuận cho bà con của mình nha. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, rất là cổ kính nha. Mã số 3 thì có một cái bộ bàn khánh dơi. Đó, khánh dơi này thì nó gồm có là 2 đô một bàn và 4 ghế. Bộ này nó gồm 7 món. Đó, gỗ gõ nha bà con. Bộ này cũng từ 3-40 năm trở lên nha. Đó, hàng rất là đẹp, rất là đáng sưu tầm. Hàng làm tích dày dặn luôn nè.
cao thì em đo nó lên tới là 70. Đó, cái chiều dài của cái bàn này thì nó khoảng là 118 nha. Chiều sâu ra là em đo 51, mặt cửa liền lá nha. Đó, đôn em đo báo bà con mình luôn, những cái chân đều là chân thiên nga nha. Đôn có cao lên tới là 68 lận. Chiều ngang của đôn thế này là 40, chiều sâu của đôn 31 nha. Đó, đôn hai cái như thế. Đó, ghế thì bốn cái ghế bà con mình xem đây, rất là đẹp, rất là bên ngoài nó to lớn nha bà con, rất là dày và nặng luôn nha. Đây. Ghế em đo luôn, có chiều cao là nó 1m07, chiều ngang phần tựa ghế này là 56, chiều ngang cả hai tay là nó 59 nha. Đó. Sâu ra như thế này thì nó là 49, từ vị trí mặt đất trở lên là 46 nha. Đó, hàng sạch sẽ làm tích và liền lạc nha bà con, không hề lỗi lầm. Đó. Nhờ những cái hàng này nói chung hàng xưa. Đó, về thì em cũng đã kiểm tra kỹ rồi. Đó, đã làm lại những cái sự cố thì em cũng đã chỉnh sửa lại toàn bộ hết cho bà con của mình. Đó, rất là đẹp, về mình xài sử dụng thôi. Bộ này thì em cũng thanh lý bà con mình luôn, giá 26 triệu thôi nha. Đó, em bao ship bà con mình toàn quốc nha. Đó, thì bà con mình ở gần miền Tây thì em sẽ thương lượng chút đỉnh về phí ship, em giảm cho bà con của mình lại chút đỉnh nha. Đó, những cái ghế đều chạm đục hình năm con dê hết nha bà con, rất là đẹp nha. Đó, đến với mã kế tiếp là một cây tủ xưa đó nè, bà con mình xem. Tủ này là cây tủ mẫu người ta giả chút. Đó, xung quanh người ta cũng cẳng là cẳng ốc bằng chanh, mấy cây này tuổi đời khá sâu rồi, 50-60 năm trở lên chứ không dưới. Đó, quán và gỗ mộc của nó đây, gỗ cỏ nha bà con. Đó, gỗ cỏ xưa luôn đó nha. Cây tủ này thì em đo với chiều cao lên thì nó 232. Đó, 232 nha. Đó, cây này nó cũng gấp bằng mộng thôi, nó 3 phớt mộng thế này nha. Chiều dài tổng là 236 đi. Đó, nó dài như thế nha bà con, nó gần 2,5 m luôn đó nha. Đó. Chiều sâu ra là nó 56. Những cánh cửa bên dưới nè, hộc cửa cánh cửa mình vẫn xài sử dụng bình thường. Đó, về bà con của mình để đồ đựng đồ, nó bà con mình xem đây nha. Đó, văn gỗ nó đây. Gỗ mộc là từ thời đó giờ luôn, từ cái thời người ta đã qua thời gian tới bây giờ vẫn còn nguyên si. Đó, không hề tác động gia chạm gì tới mà BU hay là sơn gì hết nha bà con. Đó, bà con mình xem ốc thì bằng chanh rất là đẹp theo thời gian nha. Cây này to lớn nha, nó gồm 3 thớt mộng gắt thế này. 1 2 3 chân trời luôn. Đó, chân rất là dài, rất là cứng cáp. Đó, bà con mình xem nha. Đó, nếu bà con mình có nhà ấy kết bạn Zalo để bên em hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con của mình xem thêm nha, cho kỹ càng rõ ràng hơn. Hoặc bà con mình đến trực tiếp nơi của em, bà con mình tham khảo tận mắt người thật việc thật đầy đủ chính xác hơn nha. Cây này em giao lưu bà con mình giá là 45 triệu nha. 45 triệu là em bao ship bà con mình rồi đó nha. Đó, bà con mình những cây như thế này bà con mình có nhu cầu làm mới xả bóng lại, làm đánh mới và là thì liên hệ bên em. Bên em sẽ làm cho bà con của mình mới mẻ lại luôn nha. Rồi, đến tiếp theo quay những bên trong thì em cũng giới thiệu bà con mình một cặp đôn nè. Đó, một cặp đôn rất là to. Đó, đôn này là đôn dơn, đôn ngũ phúc nha. Đó, mặt đôn vuông. Cái chiều cao đôn em đo luôn là lên tới 93. Đường kính mặt đôn vuông là 40 nha. Đó, đôn 2 tầng, bà con mình có thể trưng bày để đồ được 2 tầng nha. Đôn này bên ngoài dày dặn và to nặng lắm nha bà con. Đó, bà con mình xem đây, rất là cứng, rất là dày. Đó, cặp này thì có giá 10 triệu rưỡi thôi, 10 triệu 500 ngàn. Đó, thì em bao ship cho bà con của mình là toàn quốc hết nha. Đó. Rồi, mã tiếp theo số 6. Đây, em có một cái chiếc gương dài rất là đẹp nha bà con, cẳng ốc Singapore gỗ gõ nha. Đó, cẳng ở trên là tứ linh nha bà con. Với chiều dài cái gương này là 81, chiều ngang của gương là em đo 17, chiều cao lên là 17 nha. Đó, chiếc hộp này được cẳng là tứ diện luôn đó nha, và cẳng luôn luôn mà bà con mình xem đây. Đó, cẳng luôn cả cái mặt ở bên trong. Đó, không chê vào đâu nha, làm tích sạch sẽ. Đó, rất là đẹp nha, cẳng ốc đây. Đó, bà con mình xem nha. Đó, long lăng quy phụng. Bên dưới là bên trong thì em có để thôi mà, em kèm theo một cây nè. Đó, đao đá nha, bằng đá nha. Cái này mình phong thủy rất là đẹp nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Cái này chiều dài của cái đao đá này thì em đo nó 78 thôi. Đó, nó rất là nặng, nó liền nguyên khối nha. Chiều ngang cái hình rồng này khoảng 12. Đó, nguyên hộp như thế này em giao lưu lấy giá là 9 triệu rưỡi nha bà con, 9 triệu rưỡi nha. Nếu lấy hộp không lấy đao là bao nhiêu? Nếu hộp không thì em giao lưu bà con của mình là giá là 8 triệu thôi, 8 triệu đồng thôi nha bà con. Đao là 1 triệu rưỡi hả bà con? Đúng rồi. Đó, cái này là em để hữu nghị cho bà con mình, đao không 1 triệu rưỡi nha. Đó, đao đá liền khối luôn ha. Nguyên bộ này nói chung không chê vào đâu. Mã số 7 là em có một cái hộp ủ trà rất là to lớn nha, gỗ gõ luôn, ốc hoàng chanh nha. Hộp này bà con mình xem, loại đại nhất trong các loại hộp ủ trà luôn, mà vô mình về kiểm tra hàng. Đó, cứ ưng thì cứ nhận, không ưng hoàng về. Những mặt hàng thế này thì em bao chuẩn cho bà con của mình, đó, không sao hết nha. Trên là cũng được cẳng là tứ linh, là long lăng quy phụng. Cao em đo là nó 35. Đây, cái hoành bụng này nó lên tới 95 lận, rất là lớn, gỗ gõ liền một khối nha bà con.
đó, bà con mình xem đây rất là dày, đó rất là dày và nặng nha, cẳng đây, đó bà con mình xem đây nha, đó rất là đẹp, đó, liền khối, về bà con mình để gom để giải vô nha, cái này em vô lưu giá 4,5 triệu nha bà con, 4,5 triệu nha, hộp rất là to, mã số 8 thì em có một cái khay trà gỗ chắc đỏ đen, mặt đá tàu nha, chiều dài này của nó là em đo 40, chiều ngang là nó 31 thôi, cao lên là 13. Đó, chạm đục tứ diện hoa văn nè, dày nặng lắm nha. Cái này thì em vô lưu giá là 2,5 triệu nha bà con. Khay rất là to nha. Đó, khay trà Huế luôn á, 2,500,000. Mã số 9 thì em có một cái cháp lục giác gỗ gõ ốc vàng chanh. Cái này nó nhả bả chầu rồi nha. Ở trên tích là Phúc Lộc Thọ. Cao này em đo 20, đường kính ngang 32 thôi. Hoành đế thế này là nó 94 nha. Đây cẳng tứ diện như thế này nè. Đó bà con mình xem nha. Ốc này nó theo thời gian. Đó, đánh lại đánh sáng bóng ngáy thì đánh sáng lại bóng lại thì rất là đẹp. Đó, bà con mình xem sạch sẽ lành tích. Chiếc cáp này em giao lưu giá bà con mình là 3,2 triệu luôn, 3,2 triệu luôn nha. Đó, giá sale luôn. Mã số 10 là một tác phẩm gà trống. Đó, gà trống gỗ này là gỗ hương liền nguyên khối nha bà con, nguyên coi chú gà trống nha. Cao này thì em đo lên tới là nó 47, chiều ngang thế này là nó 30. Đó, gỗ liền khối nha. Với chiếc chân đế là lũa nào bà con mình xem đây. Chạm độc thủ công. Cái này em cũng để bà con mình hữu nghị 2,400,000 thôi nha. Đó, 2,400,000 đồng. Đó, mã tiếp theo đó là số 11, em có một cái chum gồng gốm chu đậu nha, gồng quấn quanh thành bình, ở gồng đây bà con mình xem đắp nổi luôn. Cao thì em đo là nó 59, đường kính miệng 22, hoành bụng là 126 nha, hàng lành tích sạch sẽ. Đó bà con mình xem tuổi đời từ 3 đến 40 năm, rất là nặng. Chôn đế đây. Đó, chiếc chum này có giá em giao lưu với bà con mình là 3,100,000 nha. Đó, giá này đều giá sale bên ngoài rất là to và nặng nha bà con. Đó, đây từ vài chục ký đó nha, mỗi cái chum nó dày nó nặng như thế. Mã 12 thì em có một cặp chóe thành hóa nha bà con, gớm thành hóa nha. Đây tích bà con mình xem đây, đó bà con mình xem giùm em nha, rất là đẹp nha, men gạn. Cao của chóe là 44, hoành bụng này là 74 nha, không hề nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào. Đó bà con mình xem đây nha, vẽ rất là đẹp nha bà con. Đó, đây đó bà con mình xem đây, trên chôn đế này nha, một chuyện. Đó, đây lành tích liền lạc nha. Đôi ché này em cũng thanh lý giá 3,2 triệu thôi nha bà con, gớm thành hóa bà con mình cũng biết rồi nha. Họ có tiếng từ xưa đến nay. Mã số 13 thì một cái chum hoặc một cái bình hút lọc, tích là sổ tích là hồ rơm nè, những cái dĩ quan nè, trên thuyền rồng nha bà con, rất là đẹp nha. Họ gớm chu đậu, cao em đo là 59, đường kính miệng 13, hoành bụng thế này là 114 nha. Đó, hàng men lên cớm già luôn nha bà con. Đó, bà con mình xem giúp em đây, chôn đế đây nha. Đó, bình này em giao lưu cho bà con mình giá là 2,8 triệu nha, 2,800,000. Đó, bà con mình xem không rõ nghe không kỹ thì kết bạn Zalo hoặc chụp lại màn hình giúp em sẽ tư vấn bà con mình đầy đủ hơn nha. Mã số 4 thì 14 thì một cặp bình, một cặp bình tàu tay dôi. Đó, vẽ tích người nha bà con, nó rất là đẹp. Chiều cao của bình thì em đo 44, đường kính miệng 10 phân thôi. Đó, bình này nhìn kiểu dáng rất là đẹp nha. Đó, hoành là 48. Đó, nhìn rất là đẹp mắt luôn nè bà con mình xem giùm em, chôn đế đây nha. Đó, mấy hàng này cũng từ vài chục năm hết nha bà con, cũng theo tuổi đời thời gian nha. Đôi này em giao lưu giá 2 triệu thôi nha, 2 triệu đồng. Đó, bao ship tặng nhà cho bà con của mình rồi. Mã 15 thì em có một cặp chanh cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt, được chạm đục nổi thủ công hút trà đức. Đó, bà con mình xem nha, Lý Ngư Vọng Nguyệt nha, gỗ này nói chung là gỗ hương. Đó, bà con mình xem giùm em, gỗ hương ta nha. Cao thì em đo này thì nó lên tới là 1 mét, ngang cho mỗi bức thế này thì nó khoảng là 30 thôi. Dày khung chanh là 3 phân. Đó, miếng giữa liền khối, chạm đục nổi nha, chạm đục cá chép. Mặt quán sau lưng đặt hàng cho nên có sai báo gì nha. Cái này nó cũng từ 20 năm thôi. Đó, nó già khô, dáng nó khô gáo hết rồi. Đó, cặp này em giao lưu giá là 2,8 triệu thôi, 2,800,000 thôi nha bà con. Giá rất là mềm luôn. Đó, bà con mình xem nha. Đó, và cuối clip đầu xưa Lai Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Chi tiết bà con mình liên hệ qua số điện thoại 0772 8772 78, hôm nay mình giá kỹ càng rõ ràng hơn. Cuối clip thì cũng xin mến chào và hẹn lại bà con mình những clip kế tiếp ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha.